Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu, đó là phép lạ biến nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana ở Palestine vào thế kỷ thứ nhất, vào thời Chúa Giêsu. Tiệc cưới thường kéo dài nhiều ngày. Và hôm nay trong một tiệc cưới như thế có sự hiện diện của mẹ Maria và Chúa Giêsu, thì có một sự cố đã xảy ra, đó là hết rượu. Có lẽ để cứu cho đôi bạn trẻ khỏi một tình huống khó khăn, Đức Maria đã đem vấn đề này đến với Chúa Giêsu để xin Ngài cứu giúp. Nhìn bề ngoài thì chúng ta có thể thấy điều này, đó là Đức Maria đơn giản chỉ muốn cứu giúp đôi bạn trẻ khỏi một tình huống xấu hổ, mất mặt với thực khách. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy gẫm câu chuyện này dưới khía cạnh biểu tượng, thì chúng ta thấy Đức Maria đang bày tỏ niềm khát khao của dân Israel. Vì rượu là dấu chỉ của sự sống thần linh xuyên suốt trong Cựu Ước. Do đó tình trạng hết rượu diễn tả một tình trạng thiêng liêng của dân Israel, đó là tình trạng đang sống xa cách với ân sủng của Thiên Chúa. Và khi Đức Maria cầu xin Chúa Giêsu ra tay hành động, thì Đức Maria đang nói theo cách giống như các ngôn sứ trong Cựu Ước. Các ngôn sứ liên tục kêu cầu Đấng Yahvê viếng thăm dân của người. Vì thế khi Đức Maria nói với các gia nhân rằng người bảo gì các anh cứ việc làm theo, là Đức Maria đang truyền đạt cùng một thông điệp như các ngôn sứ của Israel. Các ngôn sứ đã chuẩn bị cho cuộc nhập thể của Đấng Mêsia, và tất cả sự chuẩn bị đó cũng là một lời giới thiệu về Đức Maria, một người nữ đầy ân sủng và đã nói lời xin vâng để trở nên mẹ của Thiên Chúa. Vì Đức Maria là Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu, và vì Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nên Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Mẹ đóng một vai trò như là một người mà qua đó Chúa Giêsu tiếp tục được sinh ra. Vì thế mẹ Maria là Đấng trung gian và là người chuyện cầu cho chúng ta. Trong lời kết của Kinh Kính Mừng, chúng ta cầu xin mẹ chuyện cầu cho chúng ta khi này và trong giờ lâm tử của chúng ta. Điều đó cho thấy rằng trong suốt cuộc đời của chúng ta, mẹ đóng một vai trò là ống dẫn ân sủng của Chúa Kitô tuôn chảy xuống cho chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường khi chúng ta cần sự trợ giúp thì chúng ta hay chạy đến những người bạn bè hay những người thân trong gia đình để xin giúp đỡ. Chúng ta may mắn có được người mẹ là mẹ Maria. Chúng ta hãy chạy đến mẹ Maria khi cầu nguyện, xin mẹ chuyện cầu cho chúng ta. Mẹ là người mẹ thiêng liêng của chúng ta, một người mẹ hằng cứu giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời của chúng ta. Amen.